Quá trời. Cái quầy này chắc cũng khoảng tầm 40 trái. 40 trái hả? Ồ quá trời, các bạn thấy không, là nếu mà đất mà nó còn phân nhiều quá là trái như thế này. Rồi đặc biệt là trái khô nè. Nó to đó các bạn. Nó các bạn thấy không? Rất là to luôn nè. Ồ ở đây sai quá. À, anh Khởi ơi, bây giờ cái vùng đất mình đó là loại giống dừa này á làm ở vùng khác trồng được không? Hay là ở cầu kè mình thôi? Em nghĩ là chắc cũng được á. Thì kêu cái mình chăm sóc tốt thì trái nó sai nó nhiều, còn mình bỏ phế thì trái nó ít. Dạ là do thì mình cũng cái kỹ thuật mình trồng đấy ha. Dạ đúng rồi. Cái loại này thí dụ như mình trồng á. Dạ. Rồi về mình tự ương được không, hay mình mua giống hay là anh ương sẵn rồi mình về người ta trồng, hay là về ta tự ương được không? Tự ương cũng được anh, nhưng mà cái xác suất nó không nó bị hao hụt hả? Dạ đúng rồi. Ôi, bạn thấy không, cái dừa này nó đây bạn rất là thấp nè, rất là thấp luôn. Này là khoảng em nghĩ chắc khoảng 10 năm chắc nó không cao quá anh Khởi. Dạ dạ, cái giống này là cái giống sim xanh mà mới, còn cái giống sim xanh ngày xưa thì cái cây nó cái thân nó cao. Cao phải không? Mà đặc biệt là dừa sim xanh của anh là nó lùn. Dạ. Mà cho trái rất là sớm luôn. Khoảng bao mấy năm cho trái? Khoảng 3 năm, hơn 3 năm là cho trái anh. Dạ là khoảng 3 năm cho trái ha. Dạ. Dạ. Là mình tính từ khi cho trái luôn hay là có bông á? Có bông là mấy năm? Từ khi ra bông đến có trái uống được thì khoảng 6 tháng. 6 tháng hả? Dạ. Dạ. Ồ bạn thấy là trái rất là to. Mà cái này có anh tỉa bớt không? Thế còn sai quá anh Khởi. Em thấy mấy trái nào nó dài dài đó. Dạ. Em lắc bỏ. Như trái nào để lắc bớt, đặng bỏ bớt để dạ. Để trái nó to ha. Dạ. Dạ. Nè mấy trái này nè, mấy trái trống trống trên này nè, em lặt bỏ bớt. Ờ mấy cái đậu trống này là anh bỏ ha. Hồi em thấy như là anh bán mấy vụ này thấy còn dấu còn à. Đúng đúng rồi. Bạn thấy là cái hình như là em thấy là mỗi bẹ là có một cái mèo. Có lưỡi mèo. Đúng rồi, một lưỡi mèo nó ra một cái quầy dừa. Dạ. Rồi quá trái sai nè. Này các anh có xịt thuốc gì không anh Khởi? Có anh. Thuốc thì lúc mà mình sẽ thằng tháng hay sao? Dạ. Lúc mà nó ra bông nó mình xịt cho nó. Rồi bây giờ mình nhờ anh Khởi sẽ thử một trái dừa ngon thế nào nha. Nãy giờ đi mình thấy cái dừa này mê quá. Bây giờ thấy rất là ngon. Bây giờ nhờ anh Khởi chọn cái dừa chặt thử, ăn thử như loại giống dừa này ngọt như thế nào nha. Cái trái mà dừa ăn nó có màu sao anh Khởi? Nó cái màu này nè ha. Ừ. nó xanh đậm lên ha. Dạ. Còn cái nó còn hơi non thì nó trắng trắng. Dạ. Mà khi vừa ăn thì nó làm sao, nó xanh lại. À, nó xanh ha. Dạ. Như mấy cái này nè, nó khô nè nè ha. Ừ, khô là nó đậm hơn sao? Dạ đúng rồi, đậm hơn hả. Cái màu một cái trái mà nó lớn á là khoảng bao nhiêu ký? Cái này khoảng 1,5 kg là. Dạ. Nhưng mà vừa sim mà loại ký 6. Dạ. Xịt nước ha. Loại mà ký 6 vậy là quá tuyệt rồi anh Khởi. Dạ. Loại vừa sim mà nó ký 6 là quá lớn, là gáo quá lớn rồi đó. Dạ. Cái này nó chưa có nạo không? Dạ dạ. À, dạ vừa xong rồi đó. Giờ mình để mình thử nha. Mình sẽ thử dừa các bạn. Đây là trái dừa sim xanh của anh Khởi nha. Bạn thấy không? Trái dừa rất là dài đây. À, mình sẽ uống thử đi rồi sẽ cho kết quả thế nào nha. Nãy giờ mình đi giới thiệu các bạn cái quà dừa không, bây giờ mình thử như thế nào. Nếu có dịp bạn thích cái loại giống dừa mới này thì các bạn sẽ liên hệ với anh Khởi để tham quan vườn dừa mình nha. Để mình thử các bạn. Cái giống dừa này mình đổ ra khoảng 1 lít nước không? Chắc cũng cỡ đó ra. Mình mà các bạn thấy là cái dừa này
là nước rất là nhiều nè, mà mình hớp một lần nữa rất là ngọt để mình uống một lần nữa. Các bạn thấy là rất nước đó. Nếu ai đã thử dừa sim ở sim xanh thì các bạn sẽ biết được là nước rất là ngọt. Các bạn thấy nè, mình uống thì hai hớp thôi. Là nếu các bạn uống nước dừa chắc không bỏ đường quá anh Khải. Đúng rồi, đâu bỏ đường. À, đặc biệt là nếu mà uống với nước đá là khó bỏ đường luôn các bạn. Nó rất là ngọt. Cái giống dừa này á, là cái loại dừa này á, là nó có vị thuốc nam nữa. Vị thuốc nam. Đúng rồi. Mà em thấy sao có mùi thơm thơm á anh Khải? Dạ. Rồi. Đặc biệt này rất là lạ nha. Là cái loại giống dừa này nó uống mùi thơm thơm, rồi có hơi thơm thơm, rồi nó rất là ngọt. Mà em thấy đặc biệt đã dừa sim là ngọt rồi, mà này dừa sim xanh này nó em thấy nó hơi lạ chứ. Dạ. Nó là ngọt. Mình thấy đây là cái điều kỳ diệu ở đặc biệt là cái này giống như đặc sản của Tam Ngãi mình của anh Khải. Dạ. Các bạn nếu mà các bạn nào yêu thích dừa thì có thể là liên hệ của anh Khải nha. Của anh Khải sẽ hỏi về giống, rồi sẽ tham quan dừa, rồi có thể là mua về làm giống cũng được các bạn. Mình thấy cái dừa giống này rất là tốt nè. Bây giờ mình thử cái nè. Nước rất là nhiều, chắc uống khoảng 2-3 hớp nữa mới hết của anh Khải. Dạ. Ai uống nha, chắc cũng nhiều lần mới hết. Người ta có mấy cái bài thuốc nam mà uống các loại rau cây gì đó kết hợp với dừa. Đúng hả? Rồi, chỉ được sỏi thận, sẵn thận gì đó. Trời ơi, cái gáo gì bự quá vậy, quá trời. Bây giờ anh Khải có thể là mình chặt ra ha. Dạ. Uống cho lần nữa đi. Nhờ anh chặt giùm em nè, vì mình chặt coi gáo nó bự không nha các bạn. Dạ. Đó, cái dừa này rất là to, dừa sim mà nó to. Đây. Đó. Đó, bạn thấy không? Các bạn thấy á, loại giống dừa này á, nó cái vỏ rất là mỏng, gáo rất là to. Ảnh lựa trái dừa ăn nhất mà chưa dễ ăn lắm không? Này là hơi cắn cháo thôi. Đúng rồi. Nếu em nghĩ là nó có thể bự hơn nữa không? Bự hơn nữa. Dạ. Với cái nước nó ngọt, nó bị thanh hơn nữa. Dạ. Bạn thấy không? Cái gáo rất là to nè. Nếu mà nó gọi là dừa ăn ha, thì sáu gáo nó sẽ bự hơn nữa. Bự hơn. Mà em thấy cái loại nếu giống dừa này gáo nó mỏng à, là dừa này thấy đặc biệt chứ, cái vỏ mỏng. Dạ. Rồi vậy là mốt mà ai mà có kết hợp với uống thuốc nam vậy là mình sẽ uống với dừa này rất là tốt. Dạ. Rồi nó gần ngọt luôn á, nước nó ngọt dữ lắm. Dạ. Dạ, quá trời ha. Sớm anh nói là 3,5 công à. Dạ. Rồi khi đi dạo vườn dừa của anh Khởi là dừa sim xanh mình nó không cao mà trái rất nhiều, mình đi tham quan rất là thú luôn nè. Đó, bạn thấy không? Rồi clip của mình đến đây giới thiệu các bạn vừa sim xanh của anh Khởi nha. Bạn yêu thích thì hãy comment để lại dưới comment của clip mình, để mình sẽ gửi số điện thoại của anh. Các bạn yêu thích thì các bạn sẽ liên hệ với anh Khởi nha. Rồi, cảm ơn các bạn xem clip nha.